Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài học về từ vựng thư pháp. Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách nói trong tiếng Việt Nam. Đây là một câu hỏi: bạn giặt quần áo bằng tay hay bằng máy thì nói thế nào trong tiếng Pháp? Trong tiếng Pháp người ta nói là vous lavez les vêtements à la main ou à la machine, bằng tay à la main, bằng máy à la machine. Như vậy chúng ta thấy có một sự khác biệt về giới từ. Người ta không dùng giới từ bằng, tức là par. Người ta dùng giới từ à la machine. Giới từ à có một số ý nghĩa khác nhau mà chúng ta đã học, ví dụ như là nói về vị trí. Manger à la cantine, ăn cơm hay ăn uống ở trong căng tin. Manger au restaurant, đi ăn ở nhà hàng. Hoặc là vị trí chúng ta đi tới chỗ nào đó, aller à Paris chẳng hạn. Và một cách khác nữa chúng ta đã học trong bài 166, salad à la Thaïlandaise. Salad là rau trộn, là món nộm, là món gỏi đó. Salad làm theo kiểu Thái Lan, là nó cay cay, vân vân. Thì chúng thấy trong những trường hợp này, giới từ à dùng một cách khác biệt. Và bây giờ chúng ta coi một cách khác nữa trong bài này, tức là à la ma u à la machine, bằng tay hay bằng máy. Như vậy đây chúng ta có thể dịch theo tiếng Việt Nam là bằng. Ví dụ, món nướng bằng than củi, la grillade au charbon de bois. Rồi người ta cũng dùng giới từ à này, ô tức là alo, món nướng này nướng trên than củi, grillade au charbon, charbon là than, charbon de bois là than củi, món nướng này làm chín bằng lò nướng, la grillade au four. Người ta cũng dùng giới từ à, nhưng mà trong Việt Nam chúng ta lại dùng chữ bằng, cũng như là bằng tay hay là bằng máy. La pêche à la ligne, pêche là đi câu cá, đi bắt con cá, nhưng mà bằng cần câu, tức là đi câu cá. La pêche au filet, filet là cái lưới, đi bắt cá bằng lưới, tức là đi lưới cá. Ở trong hai trường hợp này người ta cũng dùng giới từ a, mà chúng ta thấy là la pêche à la ligne, đi câu cá, la pêche au filet, đi lưới cá. Giống như ở trong hình giới này chúng ta thấy một người đang đứng ở trên một cái mỏm đá rồi câu cá ở dưới dòng suối bằng một cái cần câu với dây câu và lưỡi câu, trong khi hình ở bên phải một người đứng chân một cái con thuyền rồi quăng cái lưới xuống nước để mà bắt cá. Pêche à la ligne, bên tay phải pêche au filet, người ta cũng dùng giới từ à. Ở trong các ví dụ dưới chúng ta cũng thấy dùng giới từ à. Moissonner à la faucille, faucille là cái liềm, đi gặt lúa bằng liềm, chúng ta tạm nói là gặt tay, trong khi ngược lại moissonner à la machine là gặt máy. Ở đây chúng ta thấy đi gặt tay này có những cái liềm rồi người ta phải cúi xuống để cắt cái cây thân lúa, gặt lúa bằng tay, trong khi bên này chúng ta thấy có một cái máy gặt, nó đi gặt cả một cái cánh đồng lớn, nhiều người gặt bằng tay, gặt bằng máy, người ta cũng dùng giới từ à. Moissonner à la faucille, faucille là cái liềm, moissonner à la machine, gặt bằng máy. Hoặc là repiquage du riz à la main, repiquage du riz, riz đây là cây lúa đó, repiquer là đi cấy, người ta đã trồng lên rồi, bây giờ nhổ lên rồi cấy lại, rồi này là làm lại. Người ta đã gieo ở trong một cái đám đất, người ta gọi là mạ, rồi người ta nhổ cái cây mạ này đi, mang ra ruộng, người ta cắm xuống dưới nước, xuống dưới đất, thì nó có giới từ, có cái tiền tố hờ, cắm lại, tức là đi cấy lúa bằng tay. Như vậy chúng ta cũng thấy là dùng giới từ à. Ví dụ khác, peintre au pinceau, peintre là sơn, pinceau là một cái cọ, sơn bằng cọ. Và ở bên dưới, peintre au rouleau, sơn bằng một cái con lăn á, thì chúng ta quen gọi là rouleau hay là cái con lăn, cái cây lăn, cái con lăn, cây lăn. Rồi với động từ labourer, labourer là đi cày, đi bừa cái đất đám đất để trước khi mà trồng các cái loại cây đó, để cho đất nó tơi ra. Labourer à cheval, cày bừa bằng ngựa. Ngày xưa ở bên châu Âu thì người ta dùng con ngựa khi chưa được cơ giới hóa. Hoặc là labourer à la charrue, ở bên phương đông của chúng ta thì cày bằng lưỡi cày, ở đây có cái lưỡi cày, thấy con trâu cũng lưỡi cày. Nhưng mà bây giờ người ta cơ giới hóa thì người ta cày đất bằng máy, labourer à la machine, cày bằng máy, đây là cái máy cày, nó thay cho con trâu, thay cho con ngựa. Ở trong ví dụ này chúng ta để ý một chút là
Asoval người ta không dùng Osoval mà ta dùng labore Asoval, trong khi cày bằng máy rồi dùng lưỡi cày, cày đất bằng lưỡi cày labore alasari. Và do đó trong tất cả các ví dụ chúng ta vừa mới đưa ra thì chúng ta dùng giới từ a để thay cho một cái phương tiện bằng bằng máy, bằng lưỡi cày, rồi bằng ngựa, vân vân. Nhưng mà chúng ta cần để ý đó là cái cách nói chung chung, nhưng mà trong trường hợp cụ thể thì có khi người ta lại thay, người ta không dùng chữ a. Ví dụ chúng ta nói là một cái người này họ có cái cánh cổng như thế này, cánh cổng là Ungri, cánh cổng như thế này, và cái người này đã sơn cái cánh cổng này, cánh cổng của nhà anh ta với một cái cây cọ. Người ta dùng dưới dưới từ vết avec, người ta không dùng dưới từ a như bên trên. Ở bên trên chúng ta nói là peintre au pinceau, peintre au pinceau, sơn bằng cọ. Nhưng mà chúng ta nói trong một câu thì người ta lại không dùng a, người ta dùng il a peint sa rue avec un pinceau, bởi vì đây là những cái thanh sắt nó nhỏ. Nếu chúng ta dùng một cái rulo như thế này thì không có tiện. Rulo là để sơn những cái mặt phẳng lớn, sơn những cái cây sắt nhỏ nhỏ này, người ta dùng pinceau. Rồi đó chúng ta nói là il a peint la rue de sa maison avec un pinceau. Hoặc là một người nước ngoài họ đi qua Việt Nam, họ đi tham quan các cái đồng quê Việt Nam, người ta nói là tôi đã thấy nông dân ở Việt Nam hay nông dân ở cái vùng nước châu Á nào đó đi gặt với những cái liềm avec des fusils, j'ai vu les paysans moissonner avec des fusils. Nhưng người ta cũng không nói như cách nói bên trên, tức là moissonner au fusil, moissonner. Ở trên này chúng ta thấy moissonner à la fossile, mà người ta nói là tôi đã thấy người nông dân ở địa phương này tức là gặt với, j'ai vu les paysans moissonner avec des fossiles. Như vậy ở trong một cái hoàn cảnh chung người ta dùng à hoặc là ô hoặc là à la. Giặt máy thì à la main, giặt tay thì à la main, giặt máy thì à la machine, là nướng bằng than củi au charbon, nướng bằng lò au four, câu bằng lưỡi câu à la ligne, câu câu đánh cá bằng lưới thì au filet. Đó là những trường hợp chung và đôi khi người ta có thể thay bằng avec. Và sau đây là một bài đọc thêm nhỏ để chúng ta học thêm một số từ ngữ liên quan tới việc giặt quần áo bằng tay. Chúng ta nhớ lại bên trên này, giặt quần áo bằng tay người ta dùng à la main. Comment laver les vêtements à la main? Chúng ta có các cái công đoạn sau và trong mỗi công đoạn này chúng ta sẽ học thêm một số từ ngữ. Chưa hết, muốn giặt quần áo bằng tay thì người ta phải lấy một cái chậu, một cái thau, une bassine, rồi đổ đầy nước ấm, eau chaude, nước này không có quá nóng, không có lạnh, nước ấm ấm. Remplissez, động từ remplir, làm cho đầy một cái chậu bằng nước ấm, tức là chúng ta đổ nước ấm ở trong một cái chậu, trong một cái thau. Kế tiếp, ajouter de la lessive. La lessive là bột giặt. Cho bột giặt vào trong cái thau nước đó. Plonger complètement vos vêtements dans la solution. Solution ở đây là một cái dung dịch, tức là dung dịch ở đây là nước ấm này, rồi pha với cái bột giặt, chúng ta gọi là dung dịch. Dung dịch này có bột giặt, và chúng ta plonger, nhấn chìm toàn bộ áo quần của chúng ta vào trong cái dung dịch nước xà phòng đó. Plonger là cho nó chìm ở bên dưới. Sau đó frotter les vêtements, các bạn hãy vò quần áo. Vò quần áo tức là làm cho hai cái vật thể nó cọ vào với nhau, vì chúng ta xoa tay khi trời lạnh cũng là frotter les mains. Frotter les vêtements làm cho cái quần áo nó vò đi vò lại để cho nó sạch các cái vết bẩn. Sau đó rincer, các bạn hãy xả nước jusqu'à ce que, cho đến khi la lessive disparaisse complètement. La lessive là bột giặt chúng ta vừa nói bên trên, cho tới khi bột giặt nó biến mất hoàn toàn. Chúng ta phải xả nước một lần, hai lần, ba lần nếu cần để cho cái bột giặt nó biến mất hết, tức là chỉ còn lại cái nước trong thôi. Động từ rincer có nhiều cách dịch, ở đây chúng ta dịch là xả nước. Nếu chúng ta đánh răng thì ta gọi là súc miệng, súc miệng cho nó hết cái kem đánh răng đi. Và sau cùng essorer, essorer là vắt cho nó khô, hoặc là tóc đi. Tóc đi là ngôi thứ hai số nhiều của động từ tóc. Tóc đi là xoắn, là vặn. Để chúng ta phơi quần áo, trước khi phơi lên thì phải xoắn cái áo, cái quần nó cho nó hết nước đi để phơi cho nó nhanh khô. Essorer
hoặc là toc đi để vết mòn. Sau cùng chúng ta phơi quần áo, phơi là eton rồi. Bước thứ hai số nhiều là eton đi, hãy trải nó ra, căng nó ra, căng các cái quần áo này trên một cái sợi dây hay là trên một cái dàn phơi với những cái mắc áo. Étendez les vêtements sur un fil ou un étendoir avec des cendres. Đấy, chúng ta thấy là cái dàn phơi. Có những nơi thì người ta dùng một cái dây để người ta phơi quần áo lên. Có nơi thì người ta có cái dàn như thế này thì phơi quần áo lên. Và đôi khi dùng những cái mắc áo này để phơi những cái áo với quần cho nó căng ra, cho nó dễ khô. Như vậy chúng ta vừa học một số từ ngữ liên quan tới các công đoạn của việc giặt quần áo bằng tay. Ở đây là chúng ta học thêm. Trong bài này chúng ta để ý tới chuyện giặt bằng tay là à la main, giặt bằng máy à la machine. Xin chào tất cả mọi người.